Sân khấu khoảnh khắc rực rỡ tuần này chào đón sự xuất hiện của giọng hát Chiếc Khăn Gió Ấm, nam ca sĩ Khánh Phương, cùng với những chia sẻ trên con đường làm nghệ thuật. Gửi cho em lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm đó. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Chiếc Khăn Gió Ấm gần như là một cái điều gì đó khẳng định và đóng dấu cái sự thành công và sự trưởng thành của mình. Và những phút giây vui nhộn. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh, ngày em ra đi chẳng nói một lời. Em qua như đôi mắt nâu và chân còn nụ cười. Thanh Xuân của chúng tôi đang trôi qua. Ủa, bà đây bên. Alo, dạ Thanh Xuân đang trôi qua. Bà này bà hình bóng của mây mà tại sao có mây ta? Ủa, anh có hát được không à? Anh không hát được gì thì anh sẽ bị phạt à? Tất cả sẽ có trong tập 23 chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.